duy mạnh mỉa mai cách làm từ thiện của nữ ca sĩ tên tiên ăn chặn mà tỏ ra thanh cao không những vậy duy mạnh còn cho rằng fan của nữ ca sĩ mù quáng khi tin những lời người này nói trên trang cá nhân mới đây ca sĩ duy mạnh tiếp tục gây tranh cãi khi có những bình luận đáp trả lại cư dân mạng bên dưới bài đăng của mình đáng chú ý lần này duy mạnh còn bóng gió mỉa mai cách làm từ thiện của một nữ ca sĩ cụ thể dưới phần bình luận trên bài đăng của mình duy mạnh nói hiểu sao có nhiều cuồng thần tượng mà thật từ trước giờ ít thấy ở Việt Nam có thợ hát hát nào bỏ 3 tỷ tiền túi ra làm từ thiện bao giờ. Hầu như toàn hô hào quyên góp hoặc bán đấu giá một món đồ gì đó rồi lấy tiền đó để làm từ thiện. Thế mà cô tiên của đã hô hào quyên góp được gần 200 tỷ làm từ thiện rồi. Lại còn bỏ 3 tỷ tiền túi để làm từ thiện nữa. He, he, thế mà cũng tin được hả? He, he, thà cô tiên của nói là em hô hào quyên góp tiền từ thiện được gần 200 tỷ. Nhưng em xin phép được ăn 10 đến 20% vì công sức em bỏ ra. Nghe nó còn hợp lý và không bị cộng đồng mạng chửi rồi lập hẳn group anti gần hơn 200.000 thành viên nó chửi. Chia sẻ của Duy Mạnh nhanh chóng nhận về những bình luận trái chiều, người ủng hộ, người lại công khai chỉ trích nam ca cá sĩ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.